Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đặng Thị Thanh Nga, mình đến từ Trung học Phổ thông Lưu Hoàng, thành phố Hà Nội. Sáng nay thì mình có tham gia một group có tên là Dậy Sớm Ôn Văn, sân ngay 8 cộng cùng học văn chị Hiên. Thì mình nhận được thử thách từ chị Hiên, đó chính là quay video trình bày về đoạn thơ thứ 3 trong bài thơ Tây Tiến của tác giả Quang Dũng. Sau đây là phần trình bày của mình. Đoạn thơ thì bao gồm 8 câu. Hai câu đầu chính là vẻ đẹp hình dáng và tư thế. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Hình ảnh đoàn quân không mọc tóc là di chứng của căn bệnh sốt rét rừng. Quân xanh ở đây có thể hiểu theo nhiều cách. Đó là quân phục của người lính, hoặc làn da xanh xao vì thiếu thốn bệnh tật. Ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp đối lập giữa vẻ ngoài yếu ớt bệnh tật với tâm hồn bên trong mạnh mẽ, dữ dội. Hai câu tiếp chính là vẻ đẹp tâm hồn, mắt trường gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiểu thơm. Mắt trường gửi mộng là hình ảnh mang tính ước lệ tượng trưng cho sự oai phong, lẫm liệt, nét ngạo nghễ của người lính Tây Tiến. Câu thơ đêm mơ Hà Nội dáng kiểu thơm là câu thơ thể hiện rõ nhất nét đẹp lãng mạn trong tâm hồn người lính, thể hiện nét hào hoa thanh lịch trong nỗi nhớ của người lính Tây Tiến. Họ luôn mang trong mình những lý tưởng cao cả, ý chí kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn, nhưng họ vẫn là những chàng trai lãng mạn, mộng mơ, có trái tim chan chứa yêu thương. Hai câu tiếp chính là vẻ đẹp lý tưởng. Giải rác biên cương mổ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Những nấm mồ giải rác trên con đường hành quân, nơi biên cương chính là hình ảnh về sự khắc nghiệt của chiến tranh. Đời xanh ở đây chỉ những con người đang trong độ tuổi thanh xuân. Họ đã khoác lên mình tấm áo của người lính, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Và hai câu cuối cùng chính là cái chết của người lính Tây Tiến. Áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Áo bào là từ Hán Việt, là trang phục dành cho vua và tướng lĩnh cao cấp, nhằm hình tượng hóa sự hy sinh của người lính. Sông Mã là con sông chứng kiến từng bước chân hành quân của người lính Tây Tiến. Vì thế khi những người lính ngã xuống, con sông đã gầm lên một khúc độc hành bi tráng tiễn biệt người lính về nơi vĩnh hằng. Cả đoạn thơ là cảm hứng bi tráng về cuộc đời chiến đấu gian khổ, hy sinh của người lính Tây Tiến. Phần trình bày của mình đến đây là kết thúc.